Chiều nay, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban chấp hành Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu triển khai kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận với một số chuyên đề về công tác thông tin đối ngoại như nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục quán triệt cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ đảng viên và nhân dân, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, phù hợp với quan hệ giữa Việt Nam và các nước, hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, chú trọng tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng bào Việt Nam tại nước ngoài, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái tiêu cực làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường nguồn lực nhà nước, khuyến khích động viên các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin đối ngoại.